Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 9 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các đơn vị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Công an huyện Quảng Trạch phá nhiều vụ trộm cướp tài sản trên địa bàn. Phóng sự Lê Thủy phát huy hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân. Nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, có sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt, đường sông, Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, năng lượng điện. Những năm qua, Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất của Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Với chủ đề Hợp tác và phát triển bền vững, Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ có trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Quảng Bình. Dự kiến số dự án được cấp phép đầu tư ký cam kết thực hiện tại hội nghị sẽ đạt trên dưới 3 tỷ USD, tương đương trên 66.000 tỷ đồng Việt Nam. Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Bình là điểm đến đầu tư hấp dẫn, qua đó tạo ra các lợi thế vượt trội của Quảng Bình, trong đó phát huy các giá trị xanh, tăng trưởng xanh đối với kinh tế của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 8, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian qua, nội dung khiếu nại tố cáo tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách xã hội, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tranh chấp đất đai, công tác bồi thường do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển. Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong 7 tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính ở Quảng Bình đã tiếp nhận 337 đơn khiếu nại, tăng 72 đơn so với cùng kỳ. Qua xử lý phân loại có 152 đơn đủ điều kiện thụ lý, tỷ lệ đơn khiếu nại đã giải quyết đạt 48%. Các cấp ngành đã tham mưu trả lời giải quyết 505 trên 508 đơn kiến nghị, đạt tỷ lệ trên 99%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, nội dung khiếu kiện nhiều lần, sự phối hợp giữa các địa phương ban ngành liên quan chưa chặt chẽ. Công tác tiếp dân mặc dù đã đổi mới nhưng vẫn mang tính hình thức, hiệu quả mang lại chưa cao. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân thời gian qua, tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành địa phương đã thảo luận sâu về nguyên nhân của những tồn tại, phân tích dự báo tình hình khiếu nại tố cáo trong thời gian tới và đề xuất những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2018. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Ban Nội chính, Thanh tra tỉnh và các ngành đơn vị địa phương trong thực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân 7 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục như thủ trưởng một số cơ quan đơn vị chưa làm tròn trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kỹ năng tiếp công dân của một số cán bộ công chức còn hạn chế. Nhiều vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm, có vụ việc giải quyết không phù hợp với thực tế nên không chấm dứt được khiếu nại. Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại một số địa phương chưa nghiêm, còn bị đồng lúng túng trong chỉ đạo xử lý tình huống phức tạp xảy ra, chưa tập trung để giải quyết các nội dung cơ bản, nhất là cơ chế chính sách. Để khắc phục những hạn chế như trên, đồng chí Hoàng Đăng Quang đề nghị trong những tháng còn lại của năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 35 năm 2014 của Bộ Chính trị, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các nghị định hướng dẫn thi hành,
tập trung giải quyết những vụ việc đông người phức tạp tồn đọng, bố trí đội ngũ cán bộ giúp việc có năng lực trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả việc tiếp công dân. Ủy ban nhân dân cấp huyện cần tăng cường hướng dẫn cán bộ cấp xã thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định của luật tiếp công dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cấp ủy chính quyền các cấp phải giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp cần nghiêm túc chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ việc nổi cộm, tuyệt đối không để phát sinh thành điểm nóng. Việc thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo cần phải đảm bảo thấu tình đạt lý, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý vi phạm và công khai trước nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Với thanh tra tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, đồng thời phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch phương án giải quyết các vụ việc để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Hôm qua ngày 8 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo cho đồng bào dân tộc năm 2018. Huyện Tuyên Hóa có 4.878 hộ nghèo, 5.566 hộ cận nghèo. Đặc biệt, có 222 hộ với 799 khẩu là người Mã Liêng thuộc dân tộc Chứt tại hai xã Thanh Hóa và Lâm Hóa có đời sống hết sức khó khăn. Qua khảo sát, hiện có 73 nhà ở của bà con dân tộc đang bị hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt, có 16 nhà ở cần phải sửa chữa khẩn cấp trước mùa mưa bão năm 2018. Huyện Tuyên Hóa kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo cho đồng bào dân tộc năm 2018. Số tiền quyên góp sẽ được dành để làm mới và sửa chữa nhà ở cho đồng bào dân tộc tại hai xã Thanh Hóa và Lâm Hóa. Tại lễ phát động đã có 85 đơn vị và nhiều cá nhân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo cho đồng bào dân tộc với số tiền 297 triệu đồng. Sáng nay ngày 9 tháng 8, Thư viện tỉnh phối hợp với Làng Trẻ Em SOS Đồng Hới đã tổ chức khai trương hoạt động xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp với các ban ngành trong công tác phục vụ cơ sở giai đoạn 2016-2018. Dự án xe thư viện đa phương tiện lưu động với tên gọi Ánh sáng tri thức do Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xây dựng phát triển với sự tài trợ của tập đoàn Vingroup. Theo đó, xe được trang bị hơn 4.500 cuốn sách, 6 máy tính, một máy chủ cùng với phần mềm máy chiếu TV, tài liệu điện tử, sách nói và các thiết bị phục vụ cho người khiếm thị. Thông qua hoạt động của xe ô tô thư viện đa phương tiện của Thư viện tỉnh nhằm thúc đẩy việc đưa thông tin và tri thức đến với người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các vùng miền, thúc đẩy phong trào đọc sách phát triển sâu rộng trong cộng đồng. Cũng tại buổi khai trương, các đại biểu cũng đã đánh giá lại công tác phối hợp giữa các ban ngành với Thư viện tỉnh trong công tác phục vụ cơ sở giai đoạn 2016-2018. Trong thời gian qua, Thư viện tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân Bưu điện Quảng Bình, Trại giam Đồng Sơn và một số đơn vị khác xây dựng được 35 tủ sách cơ sở, gần 8.000 bản sách với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Ngày 9 tháng 8, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lệ Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018. Với ý nghĩa một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 tại huyện Lệ Thủy thu hút hơn 780 cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên và khối lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham gia. Trong một buổi sáng, ban tổ chức đã thu về 510 đơn vị máu, đảm bảo chất lượng, bổ sung vào kho máu dự trữ. Hôm qua ngày 8 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam, Trung tâm bản trù tẩy độc đã tổ chức triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2018. Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới 57 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2018, Thường trực tỉnh hội và các hội huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động tọa đàm, thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Trung tâm bán trú tẩy độc tỉnh hội đã tổ chức 7 đợt tẩy độc cho 170 nạn nhân chất độc da cam. Đây là các hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao sức khỏe cho các nạn nhân. Dịp này, Trung tâm bán trú tẩy độc tỉnh đã được một số tổ chức cá nhân tặng 5 chiếc TV nhằm phục vụ cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho các nạn nhân đến điều trị. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã đi qua hơn 43 năm, nhưng nhiều người vẫn đang phải chống chọi với nỗi đau do di chứng của chiến tranh để lại.
đó chính là những nạn nhân chất độc da cam dioxin. Nhiều năm qua, các cấp các ngành của huyện Minh Hóa không ngừng quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Hiện nay, huyện Minh Hóa có 134 nạn nhân chất độc da cam đã và đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng và trên 300 nạn nhân chưa được hưởng chế độ chính sách. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học. Những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Minh Hóa tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, mặt trận, đoàn thể để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin là việc làm thường xuyên, vừa khẩn trương, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Minh Hóa đã kết nối với các cơ quan, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân, đã chăm lo giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Đây là căn nhà của gia đình anh chị Trần Thị Nhánh, Hoàng Minh Mầu. Anh Mầu, một thanh niên ở thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa, đã thương chị, đến với chị, và hai vợ chồng đã có với nhau hai đứa con. Hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn, dù hai vợ chồng đã lao động cần cù, nhưng vẫn không có tiền để làm một ngôi nhà. Đầu năm 2018, gia đình anh chị đã được công ty Sổ số kiến thiết Quảng Bình hỗ trợ 30 triệu đồng để làm căn nhà mới. Sau hơn 3 tháng thực hiện, căn nhà với diện tích trên 90m² hoàn thành, giúp gia đình có chỗ ở vững chắc. Bản thân tôi thì hèn yếu trong thì cũng không có sức khỏe cho lắm, nên là gia đình của chúng tôi là rất là khó khăn về mọi mặt. Nên nếu mà không có sự hỗ trợ của nhà tài trợ thì gia đình chúng tôi chắc là cũng khó để gây dựng được cái ngôi nhà để mà ở. Giờ đã được ngôi nhà rồi thì gia đình của chúng tôi để cố gắng hết sức là nói chung là được làm được bao nhiêu thì cố gắng để nuôi con ăn học sau này. Tính đến tháng 8 năm 2018, quỹ chăm sóc nạn nhân da cam mà Hội đã vận động quyên góp đạt trên 112 triệu đồng. Hội đã tặng quà Tết, hỗ trợ gia đình nạn nhân khó khăn đột xuất trên 20 triệu đồng, hỗ trợ nạn nhân đi tẩy độc 3 triệu đồng. Nhân ngày thảm họa da cam năm nay, Hội đã kêu gọi và nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đồng Hới, các doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa với tổng số tiền gần 80 triệu đồng làm quà tặng cho các nạn nhân. Tránh từ của Hội nạn nhân chất độc da cam trên huyện Minh Hóa là hiện nay trên địa bàn huyện còn nhiều cái hồ sơ chưa tồn đọng chưa được giải quyết. Chúng tôi mong rằng các cơ quan, để những cái đơn vị mà có trách nhiệm để rồi làm thế nào đó để cho các nạn nhân sớm được hưởng cái chế độ là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Một điều trăn trở thứ hai nữa là hiện tại trên địa bàn huyện vừa rồi chúng tôi chỉ được là huyện bổ trạch hỗ trợ cho 5 suất cho 5 nạn nhân đi tẩy độc với số tiền là 20.500.000 đồng. Chúng tôi đã kêu gọi và động viên các nạn nhân đi tẩy độc, nhưng hiện nay với cái nhận thức của nạn nhân chưa hiểu được cái tẩy độc là khi tẩy hết dioxin, cho nên đăng ký để đi tẩy độc trên địa bàn huyện Minh Hóa nạn nhân đăng ký còn rất hạn chế. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm động viên và tạo mọi điều kiện về kinh phí để cho nạn nhân đi tẩy độc. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội nạn nhân chất độc da cam các cấp trong huyện tiếp tục động viên các nạn nhân vượt lên khó khăn, tham gia vào các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng, tích cực vận động các nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và gia đình các nạn nhân, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, hội, đoàn thể, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để tiếp thêm động lực cho nạn nhân da cam vượt qua những nỗi đau về bệnh tật, giúp họ có được cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chiến tranh đã qua đi, nhưng còn hàng trăm ngàn người nhiễm chất độc da cam dioxin tồn tại. Họ mang trong mình những căn bệnh quái ác, hình dạng cơ thể bất thường. Hiện nay, đã phát hiện thế hệ thứ tư di chứng chất độc da cam rất thương tâm. Hãy chung tay bằng cách soạn tin Da Cam gửi 1409 để hỗ trợ 18.000 đồng giúp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin tại Việt Nam.
Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Công an huyện Quảng Trạch phá nhiều vụ trộm cướp tài sản trên địa bàn. Phóng sự Lê Thủy phát huy hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 9 tháng 8, tại thành phố Đồng Hới, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các học viên đến từ 4 tỉnh là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Để góp phần đưa luật xử lý vi phạm hành chính đi vào thực tiễn cuộc sống, ngày 30 tháng 12 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đây là một trong 4 biện pháp xử lý hành chính được quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính. Biện pháp này do Tòa án Nhân dân cấp huyện xem xét quyết định áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn nhưng vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định. Để cung cấp trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về luật xử lý vi phạm hành chính, các biện pháp xử lý hành chính, trong đó tập trung chuyên sâu về biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được giới thiệu các chuyên đề về luật xử lý vi phạm hành chính, biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Quảng Trạch có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác điều tra khám phá được nhiều vụ trộm cướp tài sản trên địa bàn. Điển hình ngày 2 tháng 8 năm 2018, bà Ngô Thị Liều, sinh năm 1938 ở thôn Đông Dương, xã Quảng Phương. Trên đường đi nhận tiền chính sách về, bà Liều nhờ một người phụ nữ chờ. Đến gần nhà, bà Liều xin xuống xe, nhưng người phụ nữ cố tình chờ đến một đoạn đường vắng, dừng xe giật túi sách bà Liều rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch đã xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và chỉ 24 giờ đã xác minh được đối tượng cướp giật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1972, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu. Tại cơ quan điều tra công an huyện, Hòa đã nhận toàn bộ hành vi cướp giật túi sách của bà Liều, trong túi có 1.420.000 đồng. Ngày 7 tháng 8 năm 2018, nhận được tin báo, gia đình anh Trần Thăng Long ở thôn 5, xã Quảng Điên bị kẻ gian vào nhà phá hai kẻ sắt lấy trộm vàng và một con lợn đất, trị giá khoảng 25 triệu đồng. Công an huyện Quảng Trạch đã tổ chức lực lượng, nhanh chóng triển khai nhiều mũi công tác. Chỉ trong vòng 4 giờ đã làm rõ đối tượng Trần Ngọc Hải, sinh năm 2000, ở thôn 6, xã Quảng Điên, đột nhập vào nhà anh Long. Hiện các vụ việc đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố, chuyển viện kiểm sát truy tố theo quy định của pháp luật. Hôm nay ngày 9 tháng 8, Ban Quản lý Dự án Quản lý Thiên tai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh đã tổ chức diễn tập phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Tham gia buổi diễn tập có 350 cán bộ và người dân trên địa bàn. Tình huống giả định là cơn bão số 9 sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn huyện Quảng Ninh có mưa lớn, nước trên sông Long Đài đang lên cao, vượt mức báo động 2. Hồ Rào Đá đang xả lũ, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hiền Ninh tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện vật chất và triển khai phương án đối phó với bão lũ tại địa phương. Ngoài ra, cuộc diễn tập được triển khai 4 tình huống như chăng chống nhà cửa, cứu đuổi trên sông, sơ tán dân đến trạm y tế xã. Đợt diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng phòng ngừa ứng phó với bão lũ cho cán bộ và người dân trên địa bàn, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi bão lũ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, qua đó tạo điều kiện cho nhiều hội viên được tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2013, gia đình ông Lê Văn Lương ở thôn Tiền Thiệp, xã Xuân Thủy tiến hành xây dựng mô hình trang trại tổng hợp trên diện tích 4 hectare. Thời gian đầu khởi nghiệp với đồng vốn ít ỏi, gia đình chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ. Sau khi được hội nông dân xã Xuân Thủy tư vấn, giới thiệu, gia đình đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân để mua thêm con giống và mở rộng quy mô trang trại. Hiện nay, gia đình đang thả nuôi hơn 1.100 con gia cầm, 40 con gia súc và 3 ao cá với diện tích gần 2 hectare. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi khoảng 80 triệu đồng một năm. Nhờ cái vốn vay của hội nông dân, cho nên đưa cái kinh tế của gia đình khá giả hơn gấp 5 đến 7 lần của cái người làm ruộng.
một năm mà đầu tư ở đây thì cũng nhiều, cho nên cái vốn này cũng khó khăn. Mà nếu được hỗ trợ cho cái vốn để phát triển thêm những con giống thì rõ ràng là kinh tế gia đình mình sẽ phát triển thêm. Công tác xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân luôn được xã Xuân Thủy chủ trọng thực hiện. Sau 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, thông qua sự đóng góp của các hội viên và ngân sách nhà nước phân bổ, quỹ hỗ trợ nông dân xã Xuân Thủy đạt trên 400 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã có nhiều hộ nông dân được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá. Các cái nguồn là đến trực tiếp đến tận các đối tượng theo quy định và là thực sự có phát huy được hiệu quả, đó là giúp đỡ cho người dân cải thiện cuộc sống. Thời gian qua trên địa bàn xã thì có 53 trường hợp được hưởng lợi trực tiếp từ cái nguồn quỹ. Điển hình là có hai hộ, đó là có nguồn hỗ trợ trực tiếp với trên với nguồn vốn 30 triệu đồng trên hộ thì cũng đã tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, kinh tế gia đình có được những việc cải thiện đáng kể. Hiện nay hầu hết các xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã thành lập quỹ hỗ trợ nông dân. Việc giải ngân nguồn vốn luôn đảm bảo đúng đối tượng. Các hộ được vay vốn đã phát huy hiệu quả trong việc triển khai nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Quỹ hỗ trợ nông dân cũng góp phần xây dựng thành công các mô hình kinh tế tập thể, các hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Hội nông dân các cấp của huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục duy trì cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân ở trên cơ sở là tiếp tục xây dựng và phát triển cái quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp, huy động các cái nguồn lực từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là cái nguồn đóng góp của hội viên để tăng thêm cái nguồn lực để tạo điều kiện cho hội viên để thực hiện các cái chương trình dự án phát triển kinh tế. Không cần thế chấp, thủ tục thuận tiện, từ khi thẩm định đến khi cho vay diễn ra nhanh chóng. Chỉ cần hội nông dân xây dựng được mô hình và thuyết minh tính khả thi với ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân, nhu cầu chính đáng của bà con sẽ được đáp ứng. Những năm qua, với số tiền được vay vào khoảng 40 triệu đồng một mô hình, hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã vươn lên thoát nghèo, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin về vùng áp thấp trên biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5 đến 18,5 độ vĩ bắc, 112 đến 113 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc, 111,7 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau khi có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía tây bắc, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 5 sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc, phía Đông kinh tuyến 111 độ kinh đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 7 km. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai, 10 tháng 8, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, cả vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn cấp 1. Thời tiết khu vực Quảng Bình trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Ngày có mưa rào vài nơi, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Trên biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 6 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 5, độ cao sóng từ 0,75 đến 1,75 m, biển bình thường. Bây giờ là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 9 ngày 10 tháng 8, khu
Khu vực thị trấn Đồng Đê nhiều mây, đêm có mưa và dông, đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, ngay có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm 75 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, đêm có mưa và dông, đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, ngay có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm 76 đến 99%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, đêm có mưa và dông, đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông, ngay có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 77 đến 98%. Khu vực Phong Nha nhiều mây, đêm có mưa và dông, đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, ngay có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm 76 đến 99%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, đêm có mưa và dông, đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, ngay có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 75 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, đêm có mưa và dông, đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, ngay có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 74 đến 98%. Khu vực thị trấn Quán Hào nhiều mây, đêm có mưa và dông, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, ngay có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 76 đến 98%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây, đêm có mưa và dông, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, ngay có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 75 đến 98%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 6 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 5, độ cao sóng từ 0,75 đến 1,75 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là bản tin thể thao.